chào các bạn. Bây giờ tôi đang trên đường về miền Tây ăn Tết và tôi đi bằng đường quốc lộ 1A. Và lúc sáng thì tôi xuất phát ở Bình Dương khoảng 10 giờ và bây giờ hơn 3 giờ thì đã đến được địa phận tỉnh Tiền Giang. Chứng tỏ là kẹt xe rất là kinh hoàng. Và tôi chỉ di chuyển được quãng đường khoảng 120 cây số mà mất hết hơn 4 tiếng đồng hồ. Nghĩa là mỗi giờ đồng hồ di chuyển được không đến 30 cây số. Và thực tế thì tôi đang đứng tại xã Tân Phú, thị xã Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Thì các bạn thấy đó, dòng xe đang hỗn loạn trên đường. Xe 4 bánh thì di chuyển rất chậm, còn xe máy thì đang lấn vào trên lề đường và di chuyển tốc độ chỉ khoảng tương đương với người đi bộ. Và quá trình chạy xe này thì cũng không phải lạ gì, gần như năm nào cũng vậy. Cứ mỗi khi đến Tết thì người ở thành phố Hồ Chí Minh người ta di chuyển về quê ở miền Tây để ăn Tết và luôn luôn ùn ứ trên quốc lộ như thế. Và hôm nay là ngày 27 thì bây giờ còn khá nắng cho nên dòng người cũng chưa phải là đông nhất. Và đến chiều đến tối nay rồi ngày mai nữa thì tôi nghĩ là mức độ kẹt xe nó sẽ còn trầm trọng hơn. Và trên quốc lộ bây giờ thì tôi thấy cái hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi về miền Tây thì xe đông đúc và di chuyển rất chậm, trong khi hướng ngược lại từ miền Tây lên thành phố Hồ Chí Minh thì đoạn đường rộng thênh thang và chỉ lác đác vài chiếc xe lao đi với tốc độ vun vút. Chứng tỏ là dòng người từ miền Tây đi thành phố thì không nhiều và từ thành phố đi về miền Tây thì đông hơn gấp hàng chục lần. Và cái quá trình di chuyển về quê ăn Tết này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà cả các nước có ăn Tết âm lịch, và nghiêm trọng nhất là Trung Quốc. Ở Trung Quốc thì đang diễn ra một cái cuộc di dân được xem là lớn nhất thế giới từ các đô thị của Trung Quốc để về các vùng nông thôn để người ta ăn Tết âm lịch như Việt Nam. Và do dân số Trung Quốc thì đông hơn Việt Nam gấp mười mấy lần cho nên cái quy mô của cuộc di chuyển ở Trung Quốc thì cũng lớn hơn Việt Nam gấp hàng mười mấy lần, mặc dù đường phố ở Trung Quốc thì tốt hơn Việt Nam nhưng mà cái quá trình kẹt xe thì diễn ra cũng nghiêm trọng không hề kém, thậm chí là còn nghiêm trọng hơn Việt Nam nữa. Nói về ở Trung Quốc thì xe hơi nhiều và trên quốc lộ thì kẹt xe dài hàng cây số là chuyện bình thường. Kết thúc video đây để tôi bắt đầu di chuyển tiếp tục về quê để ăn Tết như mọi người, và tôi sẽ di chuyển về vùng Cây Lậy Tiền Giang. Và quá trình đoạn đường còn lại của tôi chỉ khoảng 20 cây số thôi, nó không có quá gấp rút và bây giờ tôi tạm thời rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.